có rất nhiều câu chuyện về việc hạnh phúc chỉ giản đơn là bữa cơm cùng gia đình. Cũng có rất nhiều những câu chuyện vì thiếu tiền mà cuộc đời, nhiều cảnh đời trong đó đã trở nên khốn cùng và đau khổ. Cũng có khá nhiều những lời nói, những hành động bất chấp tất cả vì đồng tiền. Như vậy thì theo bạn, nhiều tiền có trở nên hạnh phúc hay không? Rất rất nhiều tiền có thực sự hạnh phúc hay không? Như một người mẫu nội y đã từng nói, không tiền thì cạp đất mà ăn. Cũng có người khác đã từng nói, có tiền là có tất cả. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất rất nhiều tiền. Như vậy đồng tiền, hay còn nói cách khác là của cải của mỗi con người trong xã hội, của mỗi gia đình, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt quan trọng. Và đôi khi nó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Tuy vậy, nhiều tiền không có nghĩa là hạnh phúc. Nhiều tiền đôi khi nó còn là những hệ lụy, những vấn đề mà khiến cho người ta cảm thấy bất an, vô vị với cuộc sống thường ngày. Vài ví dụ như sau để anh chị và các bạn thấy được rằng từ lúc không có tiền rồi chuyển sang trạng thái có rất nhiều tiền, cảm xúc hạnh phúc của nhiều người gần như không hề thay đổi. Điều tôi muốn nói tới đó chính là việc rất rất nhiều người đã từng trúng giải độc đắc của xổ số, đã giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm. Tuy vậy sau đó họ nhận giải, nhận về cho mình một khối tài sản lớn, và rồi gần như tất cả trong số những người đó tay trắng lại trở thành tay trắng. Tại sao lại như vậy? Tại vì bản chất của cái sự việc số tài sản, của cải và tiền bạc của những người trúng vé, trúng số không đến từ mồ hôi, công sức cũng như quá trình rèn giũa tạo nên, mà thực tế thì nó đến từ may rủi. Mà cái gì đến từ may rủi thì nó cũng sẽ đi theo cách đến của nó. Tiền sẽ vào từ cửa trước và sẽ đi ra từ cửa sau, do những người đó không biết cách quản lý, sử dụng và điều khiển đồng tiền, khiến cho đồng tiền quản lý, sử dụng và điều khiển chủ nhân của nó, khiến cho những người này đã lâm vào tình cảnh ăn tiêu, sử dụng nguồn tài nguyên là điều mơ ước của rất nhiều người một cách phung phí. Và với cái cách sử dụng như vậy, về lâu dài, những người có những khoản tiền đột nhiên tới, hình thành thói quen tiêu tiền không phải bắt nguồn
từ những thói quen tích góp kiếm tiền của mình. Và rồi những thói quen phung phí đó dần dần làm mất đi lợi thế bất thường về số tiền người đó có. Dẫn đến về lâu dài tiền hết, nhưng những thói quen xấu vẫn còn. Và dần dần những người có những khoản tiền bất thường như vậy đã phải trả giá, thậm chí giá đắt hơn điểm xuất phát ban đầu. Có nhiều bài báo đã từng đăng những số phận cuộc đời trúng vé số đã khốn khổ hơn so với việc không trúng vé số như thế nào. Và chúng tôi sẽ không nhắc lại những điều đó nữa. Điều mà chúng tôi muốn nhắc, muốn sẻ chia với anh chị, đó chính là cái tình trạng này nó không phải là trúng số, nhưng nó lại tồn tại trong nền văn hóa Việt Nam. Nó lại luôn diễn ra hàng ngày bên cạnh anh chị, các bạn. Đó chính là việc đô thị hóa. Việc đô thị hóa rất nhiều vùng đất lân cận thành phố lớn đã làm cho giá đất tăng lên một cách chóng mặt. Và khi mà giá đất tăng lên chóng mặt như vậy, nhiều người dân đang sinh sống ở trên mảnh đất của ông cha mình tự nhiên giàu lên, và giống như tự nhiên ngồi trên một núi vàng. Nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì đây cũng được coi là một hình thức trúng số. Tiền không đến từ phương pháp cũng như sự cố gắng làm ăn mà ra. Tiền đến từ tài sản của cha ông vốn có từ trước, tăng giá mà nên. Hoàn toàn giống như những người trúng số. Nhiều người trong số đó cuối cùng đã mất đất, mất nhà, tiêu sạch số tiền của mình, gánh thêm vào người những tệ nạn, và cuộc sống còn khốn cùng hơn so với lúc chưa có tiền, chưa có việc tăng giá đất. Như vậy, qua những cái câu chuyện, chúng ta đã thấy được rằng là đôi khi chúng ta đang nghèo, hoặc chúng ta chưa có nhiều hoặc rất rất nhiều tiền, chúng ta nghĩ rằng là tiền bạc sẽ làm xoa dịu hết tất cả những thứ mà chúng ta cho rằng tiền có thể làm được. Chúng ta nghĩ rằng tiền sẽ mua được hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết được những vấn đề hiện nay vì thiếu tiền nên nó phát sinh. Nhưng thực tế, hạnh phúc là một cảm nhận. Hạnh phúc đến từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Tiền chỉ là một khía cạnh tạo nên hạnh phúc. Tiền không tạo ra tất cả hạnh phúc. Sức khỏe, tiền bạc, các mối quan hệ, gia đình là bốn trong số rất nhiều thứ phải có, phải đầy đủ và phải được cân bằng mới tạo ra hạnh phúc. Không phải chỉ rất nhiều tiền, nhưng cuộc sống gia đình không êm ấm. Như vậy, trạng thái cảm xúc của người nhiều tiền cũng sẽ chẳng mấy hạnh phúc. Nhà rất nhiều tiền, nhưng tới bữa ăn thì chồng đi tiếp khách, vợ đi tiếp khách, con cái thì ăn đồ ăn nhanh, hoặc là mỗi đứa ra một quán. Vậy liệu có hạnh phúc hay không?
có rất nhiều tiền nhưng lại không ăn được vì sức khỏe rất yếu, vì bệnh tật liên miên, vì muốn đi lại khó khăn, vì muốn vui sống, muốn giải trí, do bệnh tình nên không thay đổi được, không đi lại được. Vậy liệu có hạnh phúc hay không? Có rất nhiều tiền nhưng các mối quan hệ, kể cả những mối quan hệ trong gia đình, kể cả những mối quan hệ thân tình và những mối quan hệ ngoài xã hội, chúng ta được tôn trọng vì chúng ta đem lại giá trị cho cuộc sống. Chúng ta được tưởng thưởng, được công nhận, không phải vì chúng ta nhiều tiền, mà bởi vì những gì chúng ta đã đem lại cho cuộc sống. Chúng ta đã tương tác lên những người xung quanh như thế nào, chúng ta đã tương tác lên gia đình nhỏ của chúng ta thế nào, chúng ta đã làm gì để được những người xung quanh quý mến, được tưởng thưởng và được công nhận. Đó mới là hạnh phúc. Hay như chúng tôi, những người xây dựng và đang làm trong cái lĩnh vực chia sẻ kiến thức, nhiều người cho rằng những việc làm của chúng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thực tế mà nói, không nhiều tiền như các bạn nghĩ. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn kiên trì hàng ngày chia sẻ kiến thức ra những chủ đề mong rằng sẽ có ích cho anh chị, cho các bạn? Là bởi vì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, là bởi vì chúng tôi cảm thấy đã làm được điều gì đó cho những người đang cần những thông tin của chúng tôi, làm được một điều gì đó cho những người đang thiếu thốn những thông tin của chúng tôi, và làm được một điều gì đó cho những người đang cần những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ. Chỉ chừng vậy thôi, chúng tôi, những người làm chương trình, đã cảm thấy hạnh phúc. Có một ca sĩ đã từng nói rằng những việc bạn làm chưa hẳn là vì mọi người, mà vì chính mình. Bạn cảm thấy vui, hạnh phúc khi được hát. Bạn cảm thấy vui, hạnh phúc khi được làm việc. Bạn cảm thấy vui, hạnh phúc khi được tham gia, kết nối với mọi người. Điều đó là vì chính bạn, vì niềm hạnh phúc của riêng bạn, không phải vì người khác. Có thể nhiều các bạn sẽ cho rằng những thứ chúng tôi nói, những thứ chúng tôi đang chia sẻ là một thứ gì đó nó khá là khác so với những gì mà Thắng ơi đã chia sẻ trong rất nhiều những video gần đây. Rất nhiều những chia sẻ, những bình luận về kiến thức đầu tư tài chính. Rất nhiều những chia sẻ, những bình luận về kiến thức đầu tư bất động sản. Rất nhiều các phương pháp về cách làm như thế nào, những kiến thức về lý thuyết thị trường tài chính, thị trường bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư vàng. Tuy vậy, tất cả những thứ đó nó chỉ có thể giúp anh chị, chia sẻ với anh chị về thông tin tham khảo, cũng như một vài trong số đó giúp ích được một phần nhỏ kiếm được tiền. Nhưng như chúng ta đã thấy, tiền không hẳn đem lại tất cả mọi thứ. Tiền không phải là thứ mà chúng ta có thể bất chấp tất cả để làm. Vì vậy, để có thể kiếm tiền nhưng vẫn vui và hạnh phúc, để cân bằng được cuộc sống giữa tiền bạc và những vấn đề khác như sức khỏe, gia đình và các mối quan hệ, thì chúng ta cần phải có phương pháp, có cách thức, cũng như hiểu được về bản chất câu chuyện. Tất cả mọi thứ không phải đến từ đồng tiền. Mặc dù chúng ta vẫn không khó để nhận ra rằng không có tiền thì rất nhiều thứ sẽ rất khó, nếu không muốn nói là rất khó.
Trong cái trạng thái cảm xúc của rất nhiều người chưa đủ tiền để duy trì sinh hoạt, thì tiền bạc là thứ được đề lên số 1 để cố gắng tìm cách kiếm nó, giành giật nó với cuộc sống. Nhưng đến khi anh chị và các bạn có nhiều tiền hơn, có rất nhiều tiền, hoặc đôi khi được ai đó giao cho một khoản tiền lớn, mới chợt nhận ra rằng có nhiều tiền không phải là đã hạnh phúc. Có nhiều người trong số đó khi trong tài khoản có rất rất nhiều tiền nhưng ngoảnh lại chẳng còn gì cả. Gia đình ly tán, sức khỏe tan tác, tan hoang. Rồi các mối quan hệ xã hội gần như không còn một mối quan hệ nào. Lý do là bởi vì họ đã từng bất chấp tất cả để kiếm tiền. Hy vọng những chia sẻ của Thắng ơi trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích anh chị hiểu hơn về vai trò của tiền. Hiểu hơn rằng chúng ta không nên, hay nói cách khác là hãy kiếm tiền một cách bền vững và cân bằng với những nhu cầu khác của hạnh phúc, cân bằng với những gì mà thực sự anh chị cảm thấy hạnh phúc. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.